các bạn thấy không? Chùa Bà Thiên Hậu Buddha Birthday. Chùa Bà Thiên Hậu đó các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thấy mình đang đứng là ở chùa Bà Thiên Hậu. Và ngày hôm nay là lễ Phật Đản. Và lễ Phật Đản ở đây thì tổ chức vào buổi chiều là 6 giờ chiều. Ngày hôm nay mình đến buổi sáng thì chỉ có các cô bày lễ thôi. Mình thấy ngôi chùa này rất là đẹp. Và bây giờ mình mời các bạn đi tham quan chùa Bà Thiên Hậu với mình nhé. Đó, các bạn thấy trần nhà đẹp không? Quả của các cô chuẩn bị bày lễ cúng. Dạ. Ông Tết nó mới nhiều, trời nóng quá. Dạ. Bị gì ta? Chúng nó mới làm lễ là ở làm sao? Cô cũng chia sẻ là nhiều người làm nail đến đây xin lộc lắm nha các bạn. À đúng rồi, không mưa là làm ở ngoài trời. À, vì là đầu năm ở đây người ta đến xin xăm nhiều đúng không cô? À, các bạn thấy hữu xin xăm không? Nếu mà có gặp chuyện gì cũng xin được. Dạ. Con thì xin bình an thôi. Đây cái hữu xin xăm đây các bạn. Đó, xin xăm. Rồi chùa rất là đẹp. Đây mình có thỉnh một cái bức tranh của Phật của chùa Bà Thiên Hậu đấy các bạn. Đó, cái bức hình này thì cô có chia sẻ là do một người khách vô tình chụp lại thì thấy có cái hình của Phật Bà Thiên Hậu hiện ra đây. Đó. Và cô cũng chia sẻ là cũng rất là nhiều người đến đây xin xăm và cũng cầu xin nhiều lắm các bạn. Chào chị. Lễ Phật Đản. Kính mừng đại lễ Phật Đản. Mấy cô bày đẹp quá.
coi năm nào mình cũng tổ chức đại lễ Phật Đản vào ngày 14 là con. Nhưng mà cái ngày không, 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 là tùy theo ngày à. Kèn đó mới là. Dạ. Tại vì ở đây thằng là thường của ai hết. Dạ. Chiều nay đổi làm 6 giờ luôn. Dạ. Tại hôm trước em hỏi thì nói là ngày buổi trưa ngày hôm nay. Buổi trưa vậy. Dạ. Xong. Giờ đổi. Chắc là buổi chiều thì sẽ nhiều người tham dự hơn. Chùa khuôn viên rất là lớn. Để mình đi tới phía xa kia mình quay cho các bạn xem. Nam Mô A Di Đà Phật. Những ai xem được video này chắc chắn sẽ gặp nhiều may mắn nha. Phật Quan Âm sẽ phù hộ cho tất cả các bạn nha. Đó, phía xa kia các bạn thấy một rừng cây không? Những cây cổ thụ rất là lâu đời nha các bạn. Các bạn thấy khuôn viên chùa rộng không? Những cái cây cổ thụ rất là lớn luôn. Đó, các bạn thấy cây cổ thụ lớn không? Rồi tượng Phật rất là đẹp đúng không các bạn? Cái nhà phía sau của chùa đó các bạn. À, các bạn thấy khuôn viên chùa rộng không? Đây, một bông hoa rất là đẹp. Mùa xuân của Tết Dật thì hứa hẹn là hoa rất là đẹp các bạn. Đây. Chùa Bà Thiên Hậu. Đó, các bạn thấy không? Và mình đã thỉnh ba bức hình này về tặng cho mẹ của mình đó các bạn. Các bạn ơi, chùa Bà Thiên Hậu thì ngày hôm nay là tổ chức lễ Phật Đản vào buổi chiều. Và ngày hôm nay mình đến sớm quá cho nên là mình cũng chỉ tham quan lễ Phật thôi. Các bạn ơi, mình rất là cảm ơn các bạn đã xem video. Và những bạn nào xem video này chắc chắn sẽ gặp nhiều may mắn. Tại vì chùa Bà Thiên Hậu rất là thiêng. Rồi, mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Xin chào. Now.